Nhắm đến những người phụ nữ đeo nhiều trang sức có giá trị, một nhóm đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ cướp giật táo tợn trên địa bàn huyện miền núi Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Sau thời gian theo dõi, ngày 26 tháng 11 năm 2021, Công an huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết đã triệt phá thành công băng nhóm này, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Sau khi nhận được tin báo của người dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện Tịnh Biên nhanh chóng xác định đối tượng Lâm Tuấn Anh, sinh năm 1996, trú phường Núi Sam, huyện Châu Đốc, là đối tượng cầm đầu nhóm cướp giật trên. Đến ngày 18 tháng 7, khi Tuấn Anh đang thực hiện trộm tài sản tại một cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Tịnh Biên, thì bị các trinh sát Công an huyện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Lâm Tuấn Anh khai nhận, trong khoảng tháng 7 năm 2021, Tuấn Anh đã cùng với Nguyễn Lương Thái Mẫn, Phan Trung Tính, Lưu Thái Bình cùng trú tại huyện Tịnh Biên, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Văn Giàu và Nguyễn Văn Hậu cùng trú tại thành phố Châu Đốc đã thực hiện chót lọt 7 vụ cướp dây chuyền và 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Tịnh Biên và thành phố Châu Đốc. Nạn nhân nhóm đối tượng này nhắm đến là những phụ nữ lớn tuổi, đeo nhiều trang sức và đi một mình nơi vắng vẻ. Tài sản cướp được các đối tượng chia nhau tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng. Từ lời khai của Tuấn Anh, các đối tượng liên quan liền bị bắt giữ ngay sau đó.